Bạn muội ơi, chào muội. Chào bác bà. Muội đi mua gì đó? Trà sữa. Muội đi mua trà sữa nha. Muội đi mua trà sữa với cậu ba. Hai cậu cháu dẫn nhau đi mua trà sữa. Con thích uống trà sữa này. Con thích uống trà sữa nào? Wow, cái ly trà sữa đó nhìn hấp dẫn quá ha. Đó, mẹ mua ly trà sữa đó cho muội đó. Có bánh lăng nữa không? Có đồ câu nữa. Wow. Trà đào, trà thái xanh. Rất là nhiều trà sữa hấp dẫn. Trà sữa hấp dẫn á. Đây nắng quá, nắng thì chói quá. Nắng chói quá không nhìn thấy rõ. Nắng chói, không thấy rõ. Mua về bằng bữa uống nha. Rồi kìa. Trà sữa con xách đi. Rồi cảm ơn cô. Về thôi. Đứng không? Đứng chưa con? Ôi ơi, bong bóng nhỏ không vậy anh kẹp? Bấm sao con? Bấm nó không bông ra vậy? Nó bấm mạnh vô. Đây, mừng con. Cái này sao giờ nó hết buông dây ra được rồi nè. Rồi, nè nhúng vô. Rồi tới mũi quơ đi, mũi quơ cho anh kem đập bong bóng đi. Mũi quơ một cái, đứa quơ một cái nha. Kem làm gì? Bấm ra con, bấm ra được không? Bấm nhỏ quá vậy? Mạnh lên. Quơ, quơ. Quơ, có mấy cái à? Tới anh kem quơ đi. Kem làm đi, kem làm cho muội đập con bóng. Kem làm nha. Làm xích vô trong á. Chừng nha. Được không? Bấm được không con? Mũi cầm coi chừng đỏ quá nha. Mũi cầm coi chừng đỏ đó. Quá đi. Wow. Kỳ vậy. Thôi cậu ba làm đi, cậu ba làm cho hai đứa đi, cậu ba làm cho hai đứa đi. Cậu ba làm cho hai đứa có con bóng nè. Không, hồi vô trong nhà kìa con. Chơi xong đã lắc mở đèn lên rửa nè. Nè, bóng quá trời nè, cậu ba làm quá trời con bóng nè, hai đứa không biết làm con bóng. Con bóng nhiều lắm nè kem. Đã mất rồi. Rồi, cậu ba chuẩn bị quơ nha. Cao quá, con bóng bay cao quá. Con bóng này cao quá. Thích quá. Hết rồi. Năng lượng yếu quá. Ôi nước quá. Này nó trên nó chảy nước nhiều quá. Ôi kìa, bóng nhóc kìa. Này bong bóng phải quơ liên tục kìa, chơi mới đã. Vui không? Vui quá à.